Thứ gì dễ dàng thì lại hay mắc sai lầm, và chỉnh giờ ngày trên đồng hồ là một điều như thế. Để Thành và Minh Anh chỉ bằng cách chỉnh giờ chuẩn chuyên gia nhé. Đây là Rolex Datejust 126331 Choco, gồm có một ô cửa sổ lịch ngày, và Rolex Daydate 228345 với một ô cửa lịch ngày và một ô cửa sổ lịch thứ. Đầu tiên, xoay núm vặn ngược chiều kim đồng hồ để núm trượt khỏi nấc. Tại nấc thứ nhất, xoay cùng chiều kim đồng hồ để lên cót tay, bạn xoay khoảng 15 đến 20 vòng. Kéo ra nấc thứ hai, xoay lên phía trên để chỉnh ngày, xoay xuống phía dưới để chỉnh lịch thứ đối với đồng hồ có lịch thứ như là Daydate. Cuối cùng, bạn hãy chỉnh giờ chính xác của hiện tại rồi sau đó để núm vặn quay trở lại nấc trong cùng, đồng thời xoay lên trên để núm vặn quay về trạng thái ban đầu. Các bạn cũng nhớ 3 lưu ý sau: không chỉnh lịch từ 21 giờ đến 4 giờ sáng vì trong khoảng thời gian này, các bánh răng đang chuyển động, chuyển giao lịch ngày từ ngày cũ sang ngày mới. Nếu bạn chỉnh trong khoảng thời gian này thì vô tình sẽ làm hỏng các bánh răng của bộ máy bên trong đồng hồ. Nhận biết giờ đồng hồ đang là ngày hay đêm bằng cách chỉnh giờ qua mốc 12 giờ và theo dõi ô lịch ngày có thay đổi hay không để xác định ngày và đêm của đồng hồ. Không nên chỉnh lịch ngày và giờ khi đồng hồ đang ở dưới nước hoặc khi mà đồng hồ đang bị ướt, vì như vậy sẽ làm nước đi vào trong bộ máy đồng hồ. Các bạn nên chỉnh kim giờ về mốc 6 giờ sáng rồi hãy thực hiện các mốc trên. Follow Bolloxury để có thêm những kiến thức thú vị về đồng hồ.